Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, là sáng lập và điều hành Dân Trí Shop. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách khai báo danh mục hàng hóa và giá bán trong phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Shop. Phần mềm này sử dụng công nghệ điện toán đám mây, vì vậy các bạn có thể sử dụng được trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại, trên iPhone và trên máy tính MacBook. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào phần mềm bằng cách truy cập vào trang web dantrishop.online và đăng nhập bằng thông tin đăng ký phần mềm. Để có thể bán hàng tính tiền thì việc đầu tiên chúng ta cần khai báo phần danh mục hàng hóa và giá bán. Để khai báo, chúng ta vào menu danh mục thì ở đây chúng ta cần khai báo 3 thông tin là nhóm hàng hóa, đơn vị tính và hàng hóa giá bán. Đầu tiên tôi khai báo nhóm hàng hóa. Để thêm mới, các bạn nhấn vào thêm mới, gõ thông tin ở đây. Sau khi thêm mới sẽ có một danh sách như thế này. Nếu chúng ta cần chỉnh sửa thì chúng ta gõ vào ô, sau đó chỉnh sửa và nhấn lưu. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo phần danh mục đơn vị tính. Tương tự vào danh mục đơn vị tính để khai báo các đơn vị tính. Muốn chỉnh sửa các bạn click vào ô chỉnh sửa và sau đó nhấn lưu. Tiếp theo ta khai báo hàng hóa và giá bán. Và danh mục vào hàng hóa giá bán. Lưu ý, ở phần này chúng ta khai báo hàng hóa và giá bán lẻ. Để thêm mới, chúng ta nhấn vào thêm mới. Phần mã hàng này, phần mềm sẽ tự động tạo mới mã hàng. Nếu các bạn cần nhập mã vạch thì các bạn xóa dòng mã hàng này đi và gõ mã barcode của hàng hóa vào đây, hoặc dùng máy quét barcode bắn mã vào đây. Sau đó chúng ta gõ tên hàng, nhóm hàng, đơn vị tính, gõ giá bán lẻ. Nếu các bạn muốn chọn hình ảnh, nhấn chọn tệp ở đây để chọn hình ảnh. Sau đó có thể nhấn lưu và thêm hoặc lưu và đóng. Bên cạnh đó các bạn có thể gõ đa đơn vị tính đối với những hàng hóa có đa đơn vị tính như bán lon, bán lốc và bán thùng. Phần này tôi có làm hướng dẫn chi tiết cho khai báo đa đơn vị tính. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong cách khai báo thông tin hàng hóa và giá bán lẻ. Khi các bạn khai báo xong thông tin hàng hóa và giá bán lẻ thì chúng ta có thể dễ dàng qua menu bán hàng để thực hiện việc bán hàng. Chúng ta nhấn in tạm tính để xuất ra file in. Nếu chúng ta có máy in, chúng ta cấu hình máy in và chúng ta nhấn in và nhấn lưu để hoàn tất order. Menu danh mục còn một số phần khác như thiết lập nhiều bảng giá bán, thiết lập kho hàng, thông tin khách hàng và nhà cung cấp. Phần này tôi sẽ làm ở một video hướng dẫn khác. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong phần khai báo danh mục thông tin nhóm hàng hóa, đơn vị tính, hàng hóa, giá bán. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới video này hoặc liên hệ với tôi qua số hotline 0906 799 838. Chúc các bạn sử dụng phần mềm một cách hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn và thành công hơn. Hãy giúp chúng tôi lan tỏa phần mềm bán hàng tính tiền miễn phí vĩnh viễn này của Dân Trí Shop đến người thân, bạn bè để giúp họ quản lý kinh doanh thành công hơn. Xin chân thành cảm ơn.